Rồi, xin chào các bác. Thì trên tem đây đang là con Samsung S23 Ultra nha các bác nhé. Thì cái clip này sẽ dành cho bác nào mà ưa sự cầu toàn ấy, còn bác nào mà dễ tính quá thì thôi. Em nghĩ là nên bỏ qua clip này, tại vì cái clip này nó khá là hại não các bạn. Thì bác nào thích cái kiểu này thì xem thôi. Tại vì như tiêu đề các bác cũng biết rồi đấy, là cái dòng S22 Ultra hoặc là S22 thường các thứ ấy, của năm trước ấy, thì cái lỗi chóc sơn là có nha các bác nhá. Và đến hiện tại bây giờ là cái S23 Ultra này thì liệu nó còn chóc sơn không, thì khẳng định với các bác là còn nhá nhá. Đây, cái máy này của em là con máy bản Hàn và màu là màu màu đen ấy, màu xám lông chuột ấy. Thì em đã dùng nó được khoảng tầm 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 2 3 tuần gần tháng rồi. Thì cũng đã xuất hiện cái việc mà nó bị chóc sơn rồi nha các bác nhá. Đấy, chắc một số cái điểm lốm đốm thôi. Em sẽ trước tiên ý là em sẽ show cho các bác ở cái điều kiện là máy quay bình thường đây thôi các nhé. Còn một lát nữa em sẽ cho hẳn cái con này vào cái kính hiển vi nhé các nhé, để em phóng to nó lên để cho các bác biết được tường tận xem là nó chóc như thế nào, hoặc là tại sao nó chóc hay gì đấy. Thì các bạn biết rồi đấy, việc nó chóc cái sơn ý, thì không phải là chỉ riêng Samsung, kể cả là Apple thì vẫn có thôi đấy. Nhưng mà vấn đề là nó tại sao nó chóc như thế, thì em cũng đang đánh giá là một phần là do cái phần sơn cái khung viền, hoặc là những cái chung là đa số nó khung viền thôi, thì nó đang hơi bị không được ổn cho lắm thôi. Và hơn nữa là việc các bác dùng ốp như này này này, ví dụ như như em đang dùng cái ốp đây, em dùng cái ốp mà Memumi này này. Đấy, Memumi này này. Thì cái ốp này là dạng ốp siêu mỏng nha các bác nhá. Khi các bác ốp vào như này này. Đấy, khi các bác ốp vào như này đúng không? Đấy. Các bác ốp vào như này đúng không? Thì nó sẽ bảo vệ các bác cái khung viền camera này. Đấy. Và tất cả bao quanh khung viền là trên dưới luôn. Trên dưới này và cả phần này nữa. Nói chung là cái này là che được toàn bộ viền nhé các bác nhé, và nó rất là mỏng. Em thì thích dùng này thôi, tại vì các bác biết rồi đấy, con S23 Ultra này nó đã rất là nặng rồi, mà dùng mấy cái ốp kiểu dày cộp cộp nữa thì em cũng không không khoái cho lắm. Tuy nhiên bác nào thích cái mấy cái dạng kiểu hầm hố thì tùy thôi. Đấy, thì tại sao nó gây ra hiện tượng mà bị chóc như thế thì các bác biết rồi đấy. Nếu bác nào mà dùng kiểu là ở dân văn phòng, làm trong điều kiện môi trường nó sạch sẽ thì nó rất hạn chế, nó gần như không chóc. Nhưng mà em là dân công trường các bác nhé, thì em hay đi công trường cho nên là nhiều khi là bụi này, bụi xong rồi bụi cát mịn ấy, nó sẽ chui vào những cái khe như này này. Đây, nó chui vào khe này này, các bác thấy không? Đấy, cái không thể cái không có một cái ốp nào mà có thể là nó khít mà nó chắc chắn được. Kiểu gì nó cũng sẽ có một cái chút xê dịch hoặc là một cái kẽ hở nào đó để trong kể cả mình việc mình đút trong túi quần hay là sử dụng ngoài ngoài trời ấy, thì kiểu gì nó sẽ bay cái bụi vào những cái khe này. Đấy, và khi mà nó bay bụi vào những cái kẽ này thì nó có thể nó lọt xuống bên dưới nữa. Đấy, trong quá trình sử dụng nó có thể lọt bên dưới nữa, và nó cái ốp này này và cái bụi đấy, nó khi nó ma sát với nhau thì nó vô tình nó tì lên cái phần sơn, thì nó sẽ gây ra hiện tượng mà chóc sơn thôi. Và hồi trước ấy, em dùng cái con S22 cộng ấy, S22 Plus ấy, thì là cái thời đấy là em còn bỏ luôn cái ốp, không dùng ốp luôn. Nhưng mà khi mà cứ đút túi quần nhiều ấy, thì cái phần mà ví dụ túi quần đây mình đút vào về đúng không, đút về thì cái phần này này, cái phần này nó mài vào cái túi quần ấy, dần dần nó cũng bị bóng nhá, nó bị bóng, nó bị gọi là bị gì sao gọi thế nào nhỉ, bị phai màu sơn ấy, đã kiểu kiểu thế đấy, nó dần dần nó phai đi đấy. Thì cái con này màu đen này nó rất là dễ để mà nhận biết. Thì bác nào mà muốn mua cái con kiểu dòng Samsung S lần này ấy, thì bác nên mua cái màu trắng ấy, thì nó sẽ ví dụ như nó có chóc thì nó cũng đỡ nhìn thấy hơn các bạn. Đấy, chứ màu đen này thì nhìn thấy phát thấy luôn đây. Ở ngoài em sẽ cho các bác, em sẽ phóng to lên một chút nhé. Này, nếu mà ở điều kiện như này, đây điều kiện như này này, đây các bác có thể thấy này, đây đã có một dấu chấm ở đây này, đây em đây này, đây có một dấu chấm ở đây rồi này. Ồ, khó nhìn quá đấy. Đấy, nó sẽ hơi khó nhìn tại vì cái ánh điện nó sẽ không được sáng. Đây, xem bên này sáng hơn không nào, cho gần lại chút nữa nhá. Đấy, đấy, có thấy không, chỗ này này, chỗ gần cái mic kia này, đấy, nó đã bị một chấm sáng sáng này nhá. Đó, để em sẽ lau sạch cái đi. Đây, và ở khi quanh cái,
quanh cái bút này này các bác, quanh cái bút này này, quanh cái bút này là đang lấm chấm này, tại vì cái ốp ấy nó sẽ không trùm hết lên cái bút ấy, thì cái chỗ phần hở hở đấy nó sẽ lọt cái bụi vào chỗ đấy, làm nó sẽ chóc một tí đấy. Các bác thấy không? Em lau rất sạch đấy nhé, không phải là bụi đâu, nó là chóc sơn luôn đấy các bác. Nói chung là cái clip này làm ấy thì để vui thôi, các bác nào xem mà thấy ức chế quá thì cũng mong các bác cũng đừng chửi nhé, tại vì em làm cho nó vui thôi. Máy này máy em dùng mà, cho nên là em muốn 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 cho các bác biết được là nó khó như vậy thôi. Đây, chỗ này thì hết rồi, để em xem là xem chỗ nào. Đây, bên trên này, này. Đây, bên trên chỗ này. Đây, chỗ chỗ góc góc này, này. Đấy, chỗ góc góc này đã có vài chấm rồi nhé các bác nhé. Đã có vài chấm thì thực ra là nhìn qua cái camera các bác cũng không không nhìn rõ được cho lắm vì ánh điện nó loang loáng quá. Đấy, chỗ góc bên này cũng có một một vài chấm này. Đấy. Đương nhiên thì cái này vẫn vẫn là bé thôi, không không vấn đề gì cả. Đó, xem là còn chỗ nào nữa nào. Đây, chỗ này. Cái khung viền đầu đấy 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 đợi chóc chóc tí này đấy đấy ok đó. Và đây thầy các bác cũng biết rồi đấy, là anh em dùng S23 Ultra kể cả chính hãng hay là sách tay ấy, thì các bác cũng sẽ đều than là nó có bụi trong camera. Thì thực tế là đây, ví dụ như các bác ở cái khung hình như này thì các bác sẽ không thể thấy được cái bụi đúng không? Nhưng mà tí nữa em sẽ đưa vào hẳn kính kính hiển vi ấy, thì các bác sẽ thấy nó bụi thôi. Đấy. Tí nữa nhé. Thôi được rồi. Tại vì nhìn như này thì các bác sẽ khó hình dung ra, và thực ra nếu mà nhìn em chỉ quay quay theo kiểu là đây em xa xa đó. Em chỉ quay theo kiểu mà qua loa như này thì hoàn toàn có máy rất là đẹp rồi nhé các bác nhé. Nhưng mà được rồi, em sẽ cho các bác xem ở trong kính hiển vi xem là nó xấu đến cỡ nào. Đấy, và nó có bụi ra sao đấy các bác nhé. Rồi các bác chờ một chút, em sẽ quay lại ngay. Rồi ok các bác, thì đây là cái vị trí cái bút nha các bác nhé. Đây, có thể nhấc cái bút ra được đây này. Đấy, nó em đang đưa vào cái hiển vi nhé các bác nhé. Đấy, nhấc hẳn cái bút ra này. Rồi, rồi đóng lại cái bút. Đấy, thì đây em sẽ cho các bác thấy được là lúc nãy em có nói là cái chỗ viền, chỗ cái bút nó bị hơi chóc. Cái kính camera của em đã quên, cái kính hiển vi của em nó không được nét cho lắm. Đây, cho nó sẽ mở đây. Thì các bác thấy này, những cái điểm chấm chấm như này này. Đây này. Chỗ này này. Đấy, chấm này. Chấm này, chấm này, chấm này. Đấy. Nhìn ở ngoài các bác có thể là khó phát hiện ra nhé. Để em sẽ phóng to lên một chút nữa nhé. Đấy, như này các bác sẽ nhìn rõ hơn này. Đấy, các bác thấy không? Cái điểm chấm 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 đấy. Chấm đây này. Đấy, 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 chỗ này này, đấy, hơi to. Đấy, và em sẽ di chuyển tiếp nhé. Đây là cái phần lỗ loa này. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Cái đây là lỗ loa này. Cho nó sáng hẳn lên này. Đây. Đây là cái phần phần loa ngoài nhé. Đây các bác thấy không? Nó rất nhiều bụi này. Nó hơi rung các bạn. Nó hơi rung. Đấy, và các bác có thể quan sát này, quan sát là cái cây lưới chặn bụi ở bên trong ấy, em thấy hình như nó là bằng bằng nhựa các bạn, không phải là bằng kim loại. Đấy, nó màu trắng trắng và giống giống nhựa chứ không phải là kim loại nhé. Đấy, và các bác thấy đấy, nó rất nhiều bụi. Đấy, cho nên nhiều khi nhiều nó rơi về mà. Đấy, cho nên nhiều khi bác nào mà bị rè loa có khi là bụi nhiều quá thôi. Đấy, cái phần chỗ loa ngoài đấy. Còn đây sẽ cho các bác chỗ nghe nó loa ngoài, nó cũng có bị chóc sơn này. Đấy, đấy nó chóc hai miếng ở chỗ này này. Đấy, chỗ này. Đấy, chỗ đấy khá là bé. Được rồi, ok, em sẽ di chuyển tiếp nhé. Đây cái phần một cái mic này. Đây là cái phần chân sạc này các bác này. Nó hơi rung, em đang phóng to hết cỡ. Thì đây là cái phần chân sạc này, cho sáng lên chút này. Đó, đây là phía ngoài phần chân sạc này. Đấy, phần ngoài chân sạc thì nó có một cái lớp hình như lớp bằng nhựa ấy. Cái vòng vòng đấy. Và em sẽ cho nó thấp hơn một tí. Đấy, các bác thấy không? Chân sạc nó cũng đầy đầy cọng bụi dưới kia kìa. Đó.
Đó, các bác xem clip thì hết sức thông cảm, nó hơi bị rung đấy. Đây, còn đây là cái dấu chấm mà bị chóc sơn ở cạnh lỗ mic này. Đấy. Đây là cái dấu này này. Đấy là cái dấu này này. Đấy. Cho nó tối đi một tí xem nào. Đấy. Đấy, cũng chẳng ai rảnh mà đi soi dưới cái hành vi như này, nhưng mà để các bác biết được tí nữa, quan trọng là cái bụi ở trong camera ấy, các bác nhìn ở mắt thường ở ngoài các bác không thấy được luôn đấy. Đấy, còn ngoài này thì ok rồi. Rồi em sẽ cho các bác thấy được cái điểm bị chóc sơn ở chỗ này nữa nhé. Đây. Chóc sơn ở phần phần đây. Đây là phần cạnh bên trên nhé các bác nhé. Đây em sẽ di chuyển đến cái phần chóc sơn. Đây đây là phần bên trên này các bác nhé. Đây. Hơi rung các bạn. Sáng lên chút. Sơ sáng. Đấy. Nó chóc kiểu lấm tấm, nó khá là khó chịu nếu với những cái bác nào mà kỹ tính thật sự là như vậy. Em lau sạch đấy nhé. Đó, lau sạch rồi. Đấy. Đấy các thấy không? Đấy, để như này này này, đây ở cái góc này có thấy này. Đó. Đó, đây này. Thì đây, mấy cái vết chấm chấm này, đây là những cái dấu bị chóc sơn hết đấy các bác nhá. Bị chóc sơn hết đấy. Ok các bác, đấy sẽ di chuyển tiếp nhé. Sang một cái phần nói chung là cũng bé thôi, tại vì cái phần chọc sơn này nó cũng bé cho nên là soi nó cũng khá là khó. Đây, cái đây là cái phần, chờ chút em để điều chỉnh lại cái. Đây là cái phần khung viền mà bị xước xước này này. Đây, cái phần xước xước này. Đấy, chỉ cần khẽ chạm một cái gì cái là xước xước như này luôn. Đấy. Trông rất là xấu. Mà mắt thường thì các bác sẽ nhìn nó sẽ không ra đâu. Đấy, và các bác nhìn thấy cái phần sơn ấy nó cứ loang lổ kiểu gì, nó không mịn ấy, em thấy cảm giác như thế. Đây các bác thấy không? Các bác thấy những cái phần đây là khung viền, đây là phần khung viền cạnh viền nhá. Không phải cạnh trên dưới đâu. Đây các bác nhìn thấy cái phần sơn này, nó cứ rỗ rỗ ấy. Đấy, đây là lau sạch lắm rồi đấy nhá, không phải bẩn gì đâu. Đấy, những cái xung viền này cái nó cứ rỗ rỗ kiểu gì đấy. Chỗ nào cũng thế, em thấy chỗ nào cũng thế. Đấy, cái phần này này, sơn này. Đấy, phần sơn nó cứ rỗ rỗ này. Rồi, thì thôi được rồi. Cái phần soi những cái vết đốm ấy thì nó cũng cũng à quên, cái vết chóc sơn ấy thì nó hơi bé nên các bác sẽ khó nhìn. Em sẽ soi cái phần phần camera nhé các bác nhá. Đây. Thì trước tiên ấy, là cái phần cái camera ở trên cùng này. Đây ở tính tính từ cái nắp chia à quên cái cạnh trên xuống nhé. Đây cái camera trên cùng này. Đây. Cho làm sáng lên đấy, sáng tinh này, sáng tinh 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 này. Đấy, em sẽ lau đi nhé. Đây là cái mắt to đùng ở trên trên cùng nhé. Đây, thứ nhất là em đã lau rất là sạch nhé, rất là sạch luôn. Và em còn lấy cái các bác biết rồi đấy, các bác dán cái kính cường lực ấy, bao giờ cũng có một cái miếng để lấy bụi đúng không? Thì đây này, cái miếng này là cái miếng này này. Đấy, em sẽ dính bụi đi này này, dính bụi hết đi này này. Đấy, để bảo đảm cho các bác là ở trên trên kính là không có bụi nhé. Cái bụi này em dính hết đi rồi đấy, dính hết đi rồi đấy. Đấy, em đang dính hết bụi đi nhá. Đấy, đây là cái miếng lấy bụi này. Đấy, em đã dính hết đi bụi đi rồi đấy, dính hết đi rồi nhá. Đấy, thì các bác thấy đấy, em đã khi mà em đã dính hết bụi đi rồi, nhưng mà các bác vẫn thấy đấy, bên trong này nó sẽ còn vài cái vết bụi nữa đấy. Các bác thấy không, bên trong sẽ còn vài cái vết bụi đấy, có to có bé. Đây là bên trong nhé. Đấy, và một cái điều nữa là mà các bác hay 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 đấy, chờ một chút để cho nó rõ. Đấy.
Đấy, vào đây. Sao nó cứ rơi cái tăm của em các bạn. Đâu rồi, đâu rồi. Đây các bác thấy đấy. Đây là cái phần cho mở mở thị. Đây. Các bác thấy đây là cái phần viền này, cái phần viền của camera này, đấy cái phần viền này này. Đấy các bác thấy không? Nếu như mà nhìn mắt thường các bác sẽ không thấy được những cái vết mà nó vết lông mèo như này đâu. Đấy không thể thấy được. Đấy nhưng mà các bác thấy nó đã bị xước rất nhiều. Thì thực sự là cái tính soi bằng kính vi thì thấy thôi. Chứ còn còn và các bác thấy đấy, cái khung này. Cái khung camera ở đây nó không bây giờ nó sẽ không thể được im được đấy, các bác thấy không? Nó sẽ bị lắc lư trong vòng trong cái khoảng bảo vệ khung này đấy, chứ không phải là bác cái lắc này các bác nhìn ở mắt thường thấy luôn, ở ngoài đời sẽ thấy luôn nhé. Đấy. Cái này bằng kim loại này, đấy, các bác thấy không? Đây là đây mới là cái kính trên cùng nha. Đấy các bác thấy không? Nó tại vì chỗ này là keo mà keo, các bác để lắc lư lắc lại thấy luôn này. Đấy, thấy chưa? Ok nhé. Đó. Tiếp theo nhé, sẽ di chuyển đến cái cam bên dưới nữa, cam bên giữa này. Thì đây cái cam giữa này thì khi mà các bác lắc lư nó cũng sẽ thế thôi đấy, nó cũng sẽ thế thôi, nó cũng lắc lắc rồi đấy. Rồi và em cũng sẽ lau lại nhé, lau lại cái cam giữa, lau lại này đấy, và sẽ lấy cái miếng dính bụi này dính lại này, dính cho nó hết bụi đi này. Mỗi lần em sẽ lấy một miếng mới luôn đấy nhé, cái miếng dính bụi của hãng Go ấy. Đấy. Đấy, coi như là dính là hết bụi một tí bụi ở trên kính rồi đấy các nhá. Đấy và các bác thấy rồi đấy. Nó vẫn sẽ có bụi ở ở bên trong này. Đấy, các bác thấy không? Nó vẫn sẽ có bụi ở bên trong đấy. Đấy những cái điểm đốm màu trắng đấy, nó sẽ là bụi đấy các bạn, bụi bên trong luôn đấy nhá, không phải là bụi bên trong, với không phải bụi bên ngoài đâu. Đấy như các bác em chấm nữa này. Chấm cái miếng lấy bụi này. Đấy, nó có hết đâu. Đấy, nó là bụi bên trong các bạn. Đấy, nó vẫn có rất nhiều nhiều cái. Cho nên là nhiều anh em mua máy về xong rồi thấy có bụi, nhiều khi là có thể là những cái bụi hạt to các bạn sẽ thấy luôn. Còn đây là qua kính vi mới thấy thì nó là rất là bé thôi. Nhưng mà là có nhá, không phải không có đâu. Đấy. Tiếp theo này cái kính tiềm vọng này. Đấy. Kính tiềm vọng nhá. Em cũng sẽ lau hết đi. Đấy, lau à, chưa cần lau nhé, từ từ lau hết nhé. Đây cái ở cái kính tiềm vọng, cái camera này này, kính camera nó cũng sẽ bị lắc lư nhé, không phải là cố định hoàn toàn đâu. Đấy. Ok luôn các nhé, lau sạch đi này, em sẽ lau sạch đi đấy, và sẽ lấy một miếng dính bụi mới, em cũng dính bụi đi, dính bụi đang em đang dính bụi đi đấy, để cho các bác biết được là nó bụi nó tởm đến cỡ nào. Đấy, ở cái kính tiềm vọng này cũng thế nhé, nó vẫn có một cái hạt bụi kia kìa. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Bên trong kìa, bên trong kìa, các bác vẫn thấy cũng có một hạt bụi kìa. Đấy. Giờ bác xem bên trong nữa nào. Đó. Đó, cái vết trắng trắng đấy là bụi đấy các anh nhá. Đấy, và đây cái khung viền của cái kính tiềm vọng này. Đây, các thấy không? Khung viền này, xước bé bét luôn. Đây, cái phần này này. Đấy, xước bé bét luôn này. Đó. Đó. À, cái mặt lưng này em đang dán một cái lớp BPF loại nhám ấy. Đấy, cái miếng này cũng khá là hay. Rồi, em sẽ tiếp tục soi đến cái cụm cảm biến này. Đây cảm biến trên cùng này. Đấy cũng dính bụi đi. Ừ, miếng này hơi bẩn đọc, lấy miếng khác nha. Miếng mới đây. Đó, hết bụi luôn. Đấy thì cái phần cảm biến này cũng có nhá. Đây dính hết bụi đi rồi đấy. Đấy vẫn có này. Vẫn có bụi đấy nhá các bác nhá. Vẫn có bụi này, vẫn có bụi này. Đấy vậy thì lắc lư nhỉ. Đấy ngay cả cái kính này nó cũng lắc lư này. Đấy, đấy. Dùng cái kính nào cũng lắc lư thôi. Đây tiếp theo là cái camera cuối cùng này. Cái camera cuối cùng này là
như camera tele chẳng hạn, em cũng chả nhớ nó là camera gì luôn. Đây cũng sẽ đấy, hết đi đấy, thì bác thấy đấy, nó vẫn có bụi này này, bên trong đấy nhá, bên trong bụi những cái hạt li ti như như chỗ góc góc này này, đấy chỗ góc góc này đấy là li ti, nó là bụi đấy các nhá. Đấy, tuy nhiên những hạt bụi này thì nó bé thôi, các bác mà nhìn ngoài đời thì cũng sẽ không thấy đâu. Và đây cái kính camera đây vẫn có lắc lư hết các bác nhá, lắc lư hết đấy. Sau này em nghĩ là sau này một thời gian thì cái keo này nó sẽ lão hóa đi thì nó sẽ bung ra rồi. Được rồi, ok, đấy là cái phần camera nhé các bác nhé. Để em xem còn cái phần gì soi nốt cho bác xem nào. À đây, em sẽ soi cái phần camera trước. Đây, soi phần camera trước đây. Đâu rồi, đây, camera trước đây. Thì camera trước này em đang dán một cái miếng PPF. Cho nên nó cái vùng cái vòng vòng tròn quanh cái PPF nó sẽ bị nó sẽ dính bụi nhiều lắm. Đây, em sẽ dính đi. Dính bụi đi. Dính bụi cái miếng PPF nó cũng ấy các bạn. Bị bong bong lên. Đấy. Thì đây, cho bác xem cái camera trước thôi. Camera trước thì cảm giác là như là nó không có bụi ấy. Cảm giác thế thôi. Đó. Rồi, ok. Nói chung camera trước thì khó soi quá, không nên không soi nữa. Thì các bác cũng biết rồi đấy. Bên trên cái camera trước này thì sẽ là cái phần màn hình này, nó sẽ tiếp xúc với khung viền đúng không các bác? Thì giữa cái phần đấy ấy, giữa phần này này nó sẽ có một khe hở nhé các bác nhé, nó sẽ có một khe hở và bụi nó sẽ lọt xuống đây. Tuy nhiên thì ở cái máy em này các bác sẽ nhìn thấy một cái này, cho rõ tí này, cho sáng nữa nào. Hơi sáng đó, để này các bác nhìn thấy thì ở quanh cái khung viền cạnh cái phần mặt kính này này tiếp xúc với cái khung viền này đúng không, thì nó sẽ hở các bác nhé, nó sẽ hở hở khá là to luôn đấy, không phải là bé đâu. Đây này, đấy, đây này, đây là loa này, đây này, đây hở này, hở và nó dính bụi này, hở này và dính bụi này đấy. Đấy, bụi này, bụi nó sẽ thành một lớp như này này. Đấy, cái bụi kiểu cái bụi mềm ấy, có những cái lúc mà mình dính cái bụi mềm ấy, đấy nó sẽ thành một lớp như thế. Đấy. Thành một lớp như thế. Đấy, nó rất là bẩn luôn. Đấy thì đây này, các bác mà muốn hạn chế cái bụi này ấy, đấy nó sẽ thành một lớp như vậy. Các bút hạn chế cái bụi đấy thì các bác nên 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 chét một cái lớp đây, cái cạnh viền nữa, cạnh viền này hơi khó, thì soi cái cạnh dưới nữa này. Đây là cạnh dưới nhá, đấy, đây cạnh dưới này, đấy. Thì đây em sẽ phóng to lên một tí nữa xem nào, cho nhìn rõ. Đó, chưa to mấy. Rồi, hơi khó nhìn các bạn. Thì đấy, cái phần 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 giữa khung viền và cái kính này nó sẽ có một cái lớp có một khoảng hở đó nhá. Thì như máy của em đây thì là em chét một cái lớp silicone ấy, màu đen vào cái chỗ khe này. Dẫn đến là nó sẽ hạn chế được bớt được cái phần bụi nó đi vào đây, nhưng mà tuy nhiên vẫn có này này đấy. Còn nếu như bác nào mà không chét ấy, nó sẽ ăn hẳn sâu ở bên trong nha các bác nhé, ăn hẳn sâu bên trong luôn, thế bên trong cái kẽ này, kẽ mà em đang đưa cái tăm này này đấy đấy, chứ không phải là không 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 có đâu nhá. Đấy, và các bác thấy này, đấy em chét thì nó sẽ đều như này này đấy, nó chét nó sẽ khá là đẹp đấy. Đấy. Thôi nói chung là clip nó khá là lâu rồi, khá là dài rồi, em sẽ không có khi phải dừng ở đây thôi. Em xem còn cái gì để soi cho các bác xem nữa thôi. Đấy. Cũng clip này nó chỉ để các bác vui thôi. À, em sẽ soi cho bác cái bút nhé. Đây, cái bút em bỏ đây. Làm soi cho bác cái bút nhé. Cái bút của Samsung nó như nào. Đây, cái đây là cái bút nhé các bác. Thì đây là cái phần đầu bút này. Đây. Đây là cái phần đầu bút này. À. Đây,
Rồi, các xem. Đây là cái phần đầu bút này. Đấy. Đầu bút này thì không biết nó có thụt vào ra được không. Đấy, cái phần đầu bút này thụt vào thụt ra được này. Đấy, vào ở phía phía đầu này này nó là cái dạng không biết nó là dạng gì nữa. Khá là khó nhìn. Sáng quá thì không nhìn được. Đấy. Hơi khó nhìn các bạn. Thôi, các bạn thông cảm nhé. Nó hơi khó nhìn. Đấy. Thì đây là cái phần đầu bút này. Đấy. Chất này là bằng chất liệu gì em không biết, nó có nhiều cái sợi sợi, dạng sợi sợi. Đó, xoay qua xoay lại này. Đó. Rồi, em sẽ di chuyển tiếp nhé. Thì dọc cái phần thân này thì một cái cạnh thì nó chả có cái gì cả, chả có cái chữ gì cả. Thì cũng à đây, cái phần này nó có chữ này. Em quay đầu này xem thấy chữ gì nhỉ. Đây. Thì các bác sẽ thấy được cái chữ khắc chìm ở trên đấy. Khá là sáng, không thấy, nó khá là mờ ấy. Khá là khó nhìn. Đây, đấy, nó sẽ khắc cái chữ ở như thế này. Nghiêng cái bút đi thì sẽ thấy đấy, khắc chữ này. China này, đấy. Zika này, đấy, đây là cái phần mà đẩy ra đẩy vô này, đấy các bác thấy không, nó dính đầy bụi này, đấy. Ok, xem mặt này xem nào, mặt này có gì không? Đây, còn đây là cái mặt mà có cái nút bấm này, này nút bấm này. Đấy, bấm thì nó cũng bình thường thôi, không vấn đề gì cả. Ok, cái bút thì nó cũng đơn giản, là chả có gì để soi cho chơi vậy thôi. Xem còn có em để em xem còn cái gì rồi nốt. Soi vào trong lòng ống, lòng bút thì không nhìn thấy gì. Rồi ok, em sẽ soi cho bác cái phần nút bấm nữa nhé các nhé. Nút bấm ấy, nút bấm. Này, cho cái camera lên một tí. Ba cái nút bấm ấy các bác. Đấy, cái phần ba cái nút bấm để soi xem nó thế nào. Thực sự là lâu em cũng không soi, không biết. Đây, thì đây là cái phím nguồn này. Hơi bị rung lắc các bạn. Đây, đây là cái phím nguồn này. Đấy, bấm thử xem nào. Đấy, đây là cái phím nguồn này các bạn nhé. Sẽ hơi khó nhìn chút. Rồi, di chuyển tiếp lên. Đây là cái phím tăng giảm âm lượng này. Đấy, các bác thấy bụi nó nhét đầy bên trong kìa. Đấy, nói chung là rất bẩn. Còn đây là cái vạch nhựa này. Đó. Đó, khá là xấu. Đấy, đây là cái phần khung khung bảo vệ camera này. Khá là khó nhìn. Thôi, được rồi. Chắc chỉ đến thế thôi. Hết rồi. Đấy các bác không? Vân tay này, kinh khủng luôn. Đấy, khung camera sức le luôn. Rồi các bác thì đấy là cái clip mà nó đã quá dài rồi. Em làm cho nó vui thì con nhé. Các bác hết sức là thông cảm, làm cho nó để biết được là cái con S23 Ultra này nó vẫn có chóc chóc sơn nha các bác nhé. Các bác nào mà kỹ tính thì dùng cái phương pháp bảo vệ nào đó nó hữu hiệu. Em thì em chả biết dùng cái gì, tại vì kể cả các bác có dùng dùng cái dán dán PPF phun viền ấy thì em nghĩ là nó nhiều khi nó vẫn có vẫn vẫn có cái chỗ nào hở ấy, nó vẫn bị chóc các bác nhé. Đấy, em đoán thế thôi. Ok các bác, thì bác nào có cách gì hữu hiệu mà nó triệt để được cái vấn đề này thì bày cho anh em thôi. À, ok, chào các bác nhé.